Người tích cực cũng có đích có đát. Thùy Tiên tự tin vào chính mình, cứ sống đi rồi chuyện gì cũng qua được hết. Tất cả mọi thứ mình đều có thể vượt qua được. Nếu ngày hôm nay bạn còn thở, bạn sẽ vượt qua được. Nam em xưa tự nhận thích nghe lời nặng hơn lời khen, mà giờ chắc hết thích rồi. Em đọc comment khen em cũng vui, nhưng mà em đọc comment chửi em thấy em có động lực lắm. Bích Phương từng hơi thái quá, sao chuyển qua buông thả, chỗ nào vui mình lao tới. Lối sống tích cực giúp cho người ta có tinh thần thoải mái, luôn vui tươi trong cuộc sống, luôn dễ dàng chấp nhận mọi việc xảy ra quanh mình, nhưng cái sự tích cực của mỗi một người lại không giống nhau. Thùy Tiên có rất nhiều tư tưởng tích cực và truyền cảm hứng, cô nàng luôn hướng tới điều tốt đẹp bất kể trong hoàn cảnh nào. Thời nhỏ ba mẹ ly hôn sớm, Thùy Tiên cũng có lúc buồn nhưng cô cũng cho đó là may mắn vì khi đó mới 4 tuổi, nếu ở độ tuổi lớn hơn thì chắc chắn tâm lý sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn rồi. Sau này người đẹp cũng luôn phấn đấu để mọi người không nhìn mình bằng ánh mắt thương hại mà là công nhận năng lực của mình. Ngoài ra, Thùy Tiên luôn yêu thương bản thân, tự tin vào bản thân, thay vì buồn vì những nhận xét của người khác thì Thùy Tiên lại dựa vào chúng để làm được nhiều hơn. Và với nàng hậu này thì chỉ cần bản thân mình còn thở, còn sống thì không có gì là không vượt qua được, mọi chuyện sẽ qua và cuộc sống này còn rất nhiều điều tuyệt vời. Nam em là một cô gái luôn có những suy nghĩ rất khác biệt, từng trải qua tuổi thơ không may mắn, không có đủ ba mẹ, nhưng cô nàng cho biết mình luôn tích cực, luôn vươn lên, luôn vui tươi trong mọi hoàn cảnh. Sau này khi vào showbiz, nam em còn tiết lộ rằng mình thích nghe lời nói nặng hơn những lời khen ngợi vì nhìn vào những lời nói đó cô sẽ biết được mình còn thiếu sót gì, cần bổ sung gì. Chính những lời nói ấy đã tạo động lực, trở thành ý tưởng để cô nàng làm việc tốt hơn. Thế nhưng con người không ai là có thể mãi mãi chịu đựng được những lời nói không hay. Nam em của sau này đã bớt ưng những lời khó chịu rồi, ngược lại cô sẵn sàng bật lại bất cứ lời khó nghe nào. Có lẽ đây cũng là một cách tự bảo vệ mình của người đẹp Tiền Giang. Bích Phương luôn là người đẹp vui vẻ, nhiều muối và mang đến niềm vui cho mọi người. Bản thân Bích Phương từng tiết lộ cô từng rất tích cực, thậm chí đến nỗi thái quá. Trong bất cứ sự việc gì cho dù là xu thì cô nàng vẫn tìm được một dấu hiệu may mắn nào đó để an ủi chính mình. Thế nhưng sau này người đẹp cảm thấy như vậy không ổn, cứ luôn như vậy lại càng làm cho bản thân thấy mệt hơn. Dần dần Bích Phương đã thả lỏng chính mình. Gặp chuyện buồn thì sẽ buồn, để cảm xúc đi đúng hướng và đó mới chính là câu trả lời chuẩn xác nhất cho cuộc sống. Ai cũng thấy Bích Phương là một biểu tượng lầy lội, cô thoải mái thể hiện chính mình dù là trên mạng xã hội hay ngoài đời. Gần như là cái gì vui vẻ là nữ ca sĩ này ưu tiên, chuyện đã qua rồi thì sẽ không truy cứu. Bích Phương cho rằng đây là ưu điểm của sự lười biếng của cô nàng, cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Không trách đâu, kiểu dạng như em luôn nghĩ đến cái hiện tại bây giờ mình ok thôi, không trong quá khứ xảy ra chuyện gì cũng cho qua đi. Hờ Henie cũng là một nàng hậu tích cực trong tính cách, trong cách hoạt động và trong cả cuộc sống. Dù là trong quá khứ từng phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống khi xa gia đình đi học, Hen cũng không bao giờ buồn hay che giấu. Cô luôn vui vì mình có thể vươn lên, có thể kiếm được tiền để nuôi chính mình. Chuyện là người dân tộc cũng từng khiến cô gặp phải cảnh bị hay nói này nói kia khi đăng quang gây tranh cãi. Chính Hen cũng biết mình lệch chuẩn, nhưng cô đã dùng chính cái năng lượng đặc biệt của mình để tạo nên điều khác biệt. Cho tới hôm nay, dù là đóng góp cho cộng đồng, giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng vẫn chịu những lời nặng nhẹ không mấy dễ nghe. Hen vẫn bỏ ngoài tai, cô còn bận vui và tự hào về những gì mình làm được, bận xây nhà, giúp đỡ họ hàng, buôn làng của mình. Thậm chí Hen còn tiết lộ rằng mình không phải gu của số đông nam giới và với cô đó là điều bình thường, nó còn là may mắn vì giúp cô tập trung được hoàn toàn vào công việc.